Unit 18, friend. One present continuous. Hôm trước chúng ta đã nói rằng thích cái gì thì chúng ta sẽ thêm in vào cái đó. For example, I like playing tennis. Tôi thích chơi tennis. It's a like playing tennis. Thêm in vào cái hành động mà chúng ta thích làm. Thì hôm nay chúng ta sẽ tới một trường hợp khác cũng thêm in. Và chúng ta sẽ sử dụng câu này để thể hiện là mình đang làm một cái gì đó. Hay là một người nào đó đang làm một cái hành động gì. Tức là làm ngay cái lúc mà chúng ta nói. Thì chúng ta sẽ có công thức như sau. Đầu tiên nó sẽ là chủ ngữ. Chủ ngữ cộng với to be. To be có thể là am, is hoặc là are. Và sau đó tới cái động từ người ta đang làm. Làm cái gì? Và thêm in vào cái đó. Và chúng ta sẽ có quy tắc chọn to be phù hợp với chủ ngữ này. Chúng ta có I thì sẽ phải đi với am, you, we và they thì phải đi với are, và he, she, it phải đi với is. Thì thầy sẽ lấy ví dụ I nhé. Chúng ta có câu thường hay dùng I cook dinner. Tôi nấu buổi ăn tối. Bây giờ nói là tôi đang nấu buổi ăn tối. I thì sẽ dùng am. Mình sẽ dùng là I am cook ở đây. Sẽ đem qua và thêm in cho nó. Tôi đang nấu. I am cooking dinner. Tôi đang nấu buổi ăn tối. Tương tự như vậy, thầy sẽ dùng we. We thì chúng ta dùng are này. We study in the class. Chúng tôi học ở trong lớp. We are studying in the class. Chúng tôi đang học ở trong lớp. Và Jack thì sẽ dùng is nhé. Jack sẽ là ngôi thứ ba suýt. Jack sleeps at home. Với câu này, Jack là ngôi thứ ba nên thầy sẽ thêm s. Jack sleeps at home. Bây giờ thầy sẽ nói là Jack đang ngủ ở nhà. Thì chúng ta sẽ dùng Jack is. Jack is sleeping at home. Jack is sleeping at home. Jack đang ngủ ở nhà. Chúng ta nói đang làm gì thì chúng ta sẽ thêm to be vào này. Thêm to be vào đằng trước cái hành động đó. Này, thêm to be đằng trước cái hành động này. Rồi sau đó hành động thì chúng ta sẽ thêm in vào ha. Jack is sleeping at home. Now number two, we talk about friends. Chúng ta sẽ nói về những người bạn của mình. Chúng ta sẽ nói thêm bạn mình đang mặc cái gì. Chúng ta có mặc là wear. Vậy thì đang mặc sẽ là is wearing hoặc là are wearing. My best friend is wearing a red shirt. Ở đây chỉ có one best friend. See, no S. One best friend. So my best friend is wearing a red shirt. My good friends, a lot of friends, many friends, good friends. So you are. My good friend are wearing trousers. Homework. Ok, bài tập về nhà. Các bạn sẽ đặt một câu ở thì hiện tại tiếp diễn, tức là đặt một câu nói là đang làm cái gì đó. Với mỗi hành động mà chúng ta đã học thứ bảy, chúng ta có 6 hành động, thì chúng ta sẽ đặt cho thầy 6 câu với mỗi hành động này. Người ta đang làm gì? Và một câu nữa với động từ where. Tức là 6 câu với 6 hành động kia. Và một câu where nữa sẽ là 7 câu. Và các bạn sẽ thêm cho thầy 4 câu cho hành động các bạn tự chọn. Và các bạn ghi nhớ này, tất cả các câu phải sử dụng thì hiện tại tiếp diễn, tức là thể hiện là người ta đang làm gì. Và một trường hợp đặc biệt trong số 6 hành động của thứ 7, chúng ta có ride. Ride a bike. Ride a bike. Lái một chiếc xe đạp thì chúng ta sẽ phải thêm in vào ride, đúng không? I am riding a bike, for example. I'm riding a bike. Right, thì ở đây tận cùng bằng E. Trước khi thêm in, các bạn sẽ bỏ cho thầy chữ E. I'm riding a bike.